Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Mr. Vlog. Và hôm nay nhà văn hóa phường 13 tổ chức ngày giỗ tổ hành sân khấu nhằm ngày 12 tháng 8 âm lịch hàng năm để cho tất cả các bạn là hoạt động trong nghệ thuật, trong ngành văn hóa nghệ thuật sẽ có chỗ để về để thắp hương, để dâng cúng cho tổ. Và mời quý vị cùng xem bàn thờ tổ của nhà văn hóa phường 13. Đây, hello mọi người, đây là hậu trường chuẩn bị cho giỗ tổ ngày sân khấu năm 2020 tại nhà văn hóa phường 13. Đây, diễn viên đang chuẩn bị cho diễn viên để tối nay chúng ta sẽ diễn nha. Đây, mời tất cả mọi người xem hậu trường của đêm giỗ tổ ngành nghệ sân khấu năm 2020 tại nhà văn hóa phường 13. Đây là các diễn viên sẽ diễn ở đây. Chương trình của chúng ta gồm 3 phần. Phần đầu tiên đó là phần diễn báo công của tất cả các câu lạc bộ đội nhóm hiện đang sinh hoạt tại nhà văn hóa phường 13 quận 10. Phần thứ hai của chúng ta sẽ là phần thắp hương dâng lên tổ. Và phần thứ ba là phần giao lưu văn nghệ của các văn nghệ sĩ, các câu lạc bộ đội nhóm của các nhà văn hóa phường trên địa bàn quận 10 sẽ cùng về đây để mà tham gia giao lưu với nhau. Và bây giờ Ngọc Anh xin được phép khai mạc chương trình đêm mỗi ngày hôm nay.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục đầu tiên của Bộ đoàn Hòa Bình ngày hôm nay. Những người tới để dự dỗ tổ thì nói chung làm nghề mà
mình Đức Minh đó là dỗ tổ thơ Mai ngày 12 tháng 12, nhưng mà mình hoạt động bên nghệ thuật này thì mình cũng có liên quan, và một năm mình phải tham gia hai chuyến dỗ tổ. Rồi từ năm 2015 là qua đây diễn lần đầu tiên, và thấy mỗi năm là mình mỗi phát triển lên, nên dù bất cứ thế nào cũng phải qua từ 13 diễn dỗ tổ, không bao giờ bỏ được. Yeah.
cho em nhạc niềm vui. Thank you.
thiên thu tình sư giáo đại năng văn đại xuân. Tiện đang sinh hoạt tại nhà văn hóa phường 13.
đây là những câu lạc bộ đội nhóm đã gắn bó từ 8 đến 15 năm tại nhà văn hóa phường 13. Bao bao. Một tràng pháo tay ạ. Xin chân trọng cảm ơn các lãnh đạo và xin chân trọng cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ phát lộc cho các câu lạc bộ đội nhóm nha mọi người. Và chương trình của chúng ta đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người dịp sau. Mọi người nhớ đăng ký theo dõi kênh Mr. Bầu Vlog nhé. Kính thưa quý vị, kỷ niệm ngày sân khấu Việt Nam giỗ tổ hạng sân khấu năm 2020 đến đây đã kết thúc. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe đến quý vị đại biểu, chúc cho tất cả các bạn có một tuổi nghề hay một buổi nghề thật nhiều vững tiến, và chúc cho tất cả các bạn đều thành công. Xin chân thành cảm ơn.